Thay vì dạy 4 lĩnh vực, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học theo từng môn học tách biệt như trước đây, thì với phương pháp STEM sẽ tổng hợp chúng thành một mô hình học tập liền mạch dựa trên các ứng dụng thực tế. Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục trong nước tham khảo kinh nghiệm giáo dục STEM của một số nước trên thế giới nhằm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn sau năm 2015. Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, giáo dục STEM là hình thức phù hợp với chủ trương về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước ta.